Anh Toàn, tôi đến đây để báo tin cho anh, rất quan trọng. Nhưng mà anh làm thế này đây, còn nếu muốn bắn ấy thì tự anh bắn đi. Tôi chỉ tiếc ấy là chết dưới tay một thằng liều tiều như anh. Ông không xứng đáng làm đại ca. Viên đạn này sẽ bùng. Nếu mày có súng làm ma thì đừng có trách tao. Tao hỏi lại, mày là ai? Nếu tôi là Dích thì tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền để vào đây lừa anh? Và ai là người trả? Mày cứng lắm. Tôi nói thật nhé, cỡ năm thằng vệ sĩ của ông, tôi chấp cùng một lúc, sống chết với tôi nhặt tẹt. Tao xem mày nói dối hay nói thật. Mày may mắn lắm. Anh Toàn, nếu bây giờ anh bỏ súng xuống, tôi sẽ nói cho anh biết tin mà anh cần biết. Còn nếu không, tôi sẽ đi về, không làm ăn gì nữa. Mất hứng rồi. Mày tưởng mày đến đây gặp tao, mày ra về dễ vậy à? Tôi có thể giết ông bằng một cái chớp mắt. Ông có tin không? Chó, mày còn lo ông sợ, tao đập mày gãy răng đi. Nằm im. Không, tao bắn vỡ sọ con chó này. Toàn ạ, ngày hôm nay mày làm tao hơi bị bực đấy. Tao đến đây vì nghĩ mày là đại ca, là dân làm ăn, là mối hàng quen thuộc với anh Chư của tao. Thế nên tao mới đến. Còn không ấy, tao cọc cần, bỏ súng sang một bên. Nhanh! Mày nghĩ tao phím cho bọn công an bắt thằng Huy à? Hả? Đầu mày có biết nghĩ không? Hả? Chính tao đã cứu nó. Cái chuyện thằng Huy ấy, nó bị bắt như thế nào ấy, lên mạng mà xem. Đây. Đấy. Cái lúc mà tao đang ngủ ấy, thế là nó bị công an giao thông bắt. Hiểu không? Chứ liên quan chó là liên tao. Bỏ số
xuống đi. Tại tao thấy mày đi với thằng nào, thằng ấy chết. Chính tao đã cứu Lão Trư trước nòng súng, đưa lão ấy xuống Hà Nội. Nhưng không ngờ ấy, lão dại gái, lão gọi cho gái. Thế là bọn cơm đi nó ốt. Mày hiểu không? Làm ăn ấy mà không tin nhau ấy thì thôi, đường ai nấy đi, hiểu không? Anh em cả, bỏ qua đi. Tao là dân võ và tao ít biết sợ lắm. Và tao cũng không bao giờ tao chịu nhục, mày hiểu không? Tao không làm vụ này nữa. Mày đi kiếm thằng khác mà làm. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Mày nghe cho rõ này. Cái thằng Ôn mà tao đá dập bi ấy, bảo mấy thằng này đưa đi viện đi. Không mai nó chết đấy. Chúng mày đưa đi đi. Này, mày bản lĩnh lắm. Nhưng mày thông cảm, tao phải như vậy. Nếu không anh phải tính mạng. Bỏ qua đi. Ông anh cũng thông cảm. Thằng em cũng hơi nóng. Nhưng mà em nói thật với anh, không làm ăn với nhau thì còn tình nghĩa trên giang hồ. Mày chuẩn bị cơm, chứ lại khách. Dạ, biết rồi đại ca. Thôi được rồi. Giờ chú định làm thế nào? Thông cầu rồi. Nhưng để em nói cho rõ ràng, anh kiếm cho mấy thằng biết mặt thằng Tùng đi với em để xác minh người thật việc thật. Móc nối cho mọi người xong, em kiếm tí hoa hồng rồi em té. Không được. Chính cậu phải là người trực tiếp làm. Lão chưa làm như nào, bây giờ cứ làm như vậy. Anh định trả hoa hồng cho em một cái là bao nhiêu? Tiền đối với anh không quan trọng. Thật ra thì anh vẫn chưa tin em đâu. Nhưng mà thôi, để em làm nốt vụ này, kiếm tí hoa hồng rồi em té. Thì thôi cũng được. Như hôm nay chú phải lại đây, anh sẽ sắp xếp cho chú hai con gà để chú đập. Không cần đâu, em mệt rồi. Anh xem thằng nào ấy đi được ấy thì bảo nó sắp xếp, ngày mai em đi luôn. Được rồi, cứ để anh sắp xếp. Nhưng mà chú cứ ở lại mấy ngày đi, vội gì? Không được anh ơi, em phải về còn nhiều việc. Với lại ngày mai ông Tùng đưa khách tàu qua gặp bên mình rồi. Thôi được rồi, bây giờ đi ăn đã. Ok.